Anh chị có muốn một cái công việc mà nhàn hạ, thời gian thì tự do mà thu nhập thì cao không ạ? Thưa anh chị em và các bạn là ai trong chúng ta thì cũng muốn có một cái công việc như vậy. Và một trong những cái công việc mà nó có cái cái gọi là cái mác bề ngoài, những cái thứ mà người ta vẫn thường nghe thấy, đó là một trong những cái công việc nhàn hạ, thời gian tự do, thu nhập cao là những gì mà mọi người vẫn nghĩ về nghề môi giới bất động sản. Tuy nhiên thì cái bước chân vào nghề và thực tế làm nghề thì anh chị em và các bạn sẽ hiểu rằng nghề môi giới bất động sản không phải là như vậy. Thì sau đây thì chúng tôi sẽ có một cái chương trình liên quan tới nghề môi giới bất động sản, đó là cái chương trình thị trường bất động sản và những sự thật ít người biết tới phần 1. Phần đầu tiên thì chúng ta sẽ nói về những người làm nghề. Thưa quý anh chị em và các bạn những cái thứ mà chúng ta vừa nghe thấy đó thì thông thường á, thì chúng ta chỉ mới chỉ nghe ở cái bề nổi của nghề thôi chúng ta nhìn thấy chúng ta chúng ta có từng đã gặp những người môi giới bất động sản thì chúng ta thấy họ thường là những người mặc những cái trang phục phẳng phiu nước hoa thì thêm thơm nước mùi và đồng hồ thì đồ hiệu điện thoại thì là mới đời mới nhất nhưng mà để đi sâu vào nghề hơn thì anh chị em và các bạn sẽ thấy rằng là không phải tất cả những người làm nghề đều thành công và đều có tiền để có thể trang bị cho mình những cái sản phẩm đắt tiền như vậy phần lớn trong số những người tham gia cái lĩnh vực này thì là đó chỉ là cái vẽ bề ngoài hào nhoáng và thực tế thì đôi khi là phải vay nợ của bạn bè vay nợ của người thân và vay nợ của cả ngân hàng để có thể là trang bị cho mình những cái bề ngoài sáng bóng như thế thì tại sao lại như vậy thì sau khi chia sẻ với một anh chị ở trong nghề thì chúng tôi biết được rằng là nghề này là một trong những cái nghề mà chủ yếu thu nhập đến từ gọi là hoa hồng và cái lương cơ bản của các doanh nghiệp trả cho những anh chị em và các bạn tham gia cái nghề này và theo cái thời giá hiện tại thì nó chỉ xoay quanh đâu đó khoảng tầm 5 triệu thôi và với 5 triệu mà trong khi đó thì anh chị em và các bạn làm trong cái nghề này thì phải nào là phải chạy quảng cáo, nào là phải đăng tin, nào là phải uh, uh, sale trên các cái trang, trang gọi là trang xây trên internet là sell SEO SEO anh chị em và bạn, SEO để cho từ khóa bán hàng của mình nó lên đầu. Rồi uh, SEO Facebook, uh, in tờ rơi tiếp thị qua điện thoại, rồi bao nhiêu là cái thứ tiền khác như là xăng xe, tiền ăn uống, tiền sinh hoạt thì thực tế mà nói không phải người môi giới nào cũng giỏi tháng nào cũng kiếm được một vài ba hợp đồng để có thể trang trải những chi phí. Đôi khi có những tháng sẽ chẳng có cái hợp đồng nào. Thì như vậy thì với những chi phí nhiều như thế và mới với cái mức thu nhập gọi là cố định, là gọi là lương cơ bản chỉ nằm ở khoảng từ 3 tới 5 triệu mà lại không có hoa hồng thì thực sự đây là một trong những cái áp lực rất lớn đối với cái nghề môi giới bất động sản. Lý do tại sao? Lý do tại sao cái nghề này nó lại như vậy và lý do tại sao nó lại là được một trong những cái nghề mà người ta chỉ nhìn thấy cái nỗi còn cái chìm, cái những cái sự thật mà ít người biết tới. Lý do thứ nhất là thưa với anh chị em và các bạn, để tham gia cái lĩnh vực môi giới bất động sản thì theo những cái quy định của thế giới thì họ quy định rằng là người tham gia cái lĩnh vực môi giới bất động sản phải có một cái gọi là thứ nhất là phải có 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 cái chứng chỉ hành nghề và phải được cái cơ quan sở tại đặc biệt là cái chính quyền địa phương nơi mà người này hành nghề cấp mà cái chứng chỉ này và theo các cái bang hoặc là theo những cái cái ví dụ như tôi nói ví dụ ở Mỹ thì họ sẽ cấp theo từng bang và anh chỉ được phép hoạt động trong cái bang đó thôi. Tuy vậy thì nghề môi giới bất động sản ở Việt Nam thì đúng là muôn hình vạn trạng. À, ai cũng có thể làm bất động sản, à, người bán nước cũng có thể làm bất động sản, cũng có thể làm cò, người xe ôm cũng có thể làm bất động sản, có thể làm cò. Tóm lại là mọi thành phần kinh tế trong tức là mọi thành phần trong xã hội Việt Nam đều tham gia cái lĩnh vực kinh tế này được và có thể làm cò tự do, có thể làm cò cho doanh nghiệp. Và chuyên nghiệp hơn nữa thì là làm cò cho những doanh nghiệp gọi là có cái 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 đẳng cấp nhất định nào đó thì luôn luôn là phải có trong một cái tình trạng như vậy thì nhưng mà thực tế thưa anh chị em và các bạn thì nhân viên môi giới trong cái nghề này thực sự là rất áp lực về mặt tài chính và có có người nhiều tháng không có một cái giao dịch nào cả nên cái tinh thần của họ thì thực sự là đôi lúc là cũng phải rất chưa là là cố gắng rất là phấn đấu trong cái câu chuyện đi làm và sự chăm chỉ là cái điểm cốt lõi do đó thì trong tất cả những cái nghề mà có tính thanh loại cao thì nghề môi giới nói chung và nghề môi giới bất động sản nói riêng là một trong những cái nghề có tính thanh loại rất là cao và họ cái nghề này thì họ cho rằng nhiều người cho rằng đó là một công việc nhàn hạ thưa với anh chị em và các bạn đây là một trong những nghề không hề hẳn nhàn hạ chút nào nếu thực tế anh chị em và các bạn đã từng tham gia cái lĩnh vực này làm một trong những người trung gian giới thiệu thì anh chị sẽ thấy rằng là cái công việc của họ gần như là full time tức là toàn thời gian và thậm chí là nhiều hơn so với cái mức quy định về lao động 8 tiếng. Họ có thể phải dẫn khách vào ban đêm, họ có thể dẫn khách vào thứ bảy chủ nhật, họ phải đăng tin, phải liên hệ, phải quảng cáo và những cái cái việc mà ngoài cái sức lao động nha thì họ phải bỏ tiền ra để chạy cái chương trình quảng cáo 24 trên 24 để có thể mong kiếm được khách hàng để tận tâm với nghề và tham gia được cái lĩnh vực này lâu dài. Thì họ phải đầu tư, thì cái chuyện đầu tư đó thì thu về thì đương nhiên là cũng có người thu được, có người không thu được và cái đẳng cấp nghề thì cái xứng sức, sức cạnh tranh nó rất là cao nên những người mà gọi là ở cái mức cao của của, của của nghề thì có thể thành công rất là lớn nhưng mà phần đa gọi là làng nhàng thì tham gia cái nghề này thì chỉ trong vòng 1 đến 2 năm thì hoàn toàn có thể là sẽ bị thanh loại khỏi nghề do đó thì nói công việc này là nhàn hạ là không đúng thì cũng giống như tôi vừa nói nữa thì có nhiều người cho rằng cái nghề này thì là cái thời gian này rất là tự do thực sự không hề tự do một chút nào anh chị em và các bạn đã làm nghề kinh doanh nói chung và nghề kinh doanh đặc biệt là nghề kinh doanh bất động sản thì không hề một chút nào tự do cả. Chúng ta luôn luôn phải sẵn sàng phục vụ khách hàng của mình bởi vì khách hàng của mình đôi khi đôi khi đôi lúc chỉ có thể sẽ đi xem nhà đi xem đất vào ban đêm vào những thời gian mà họ đánh rỗi thì nó lại là thời gian của chúng ta làm việc do đó chúng ta có cảm tưởng như là mình thích đi lúc nào thì đi thích về lúc nào thì về không có ai quản lý doanh nghiệp họ trả lương cơ bản nhưng họ cũng không quản lý nhiều bằng những cái lĩnh vực theo kiểu là bấm tay hết ngày để công hết tháng lấy lương nhưng ở cái lĩnh vực này thì anh chị và các bạn phải gọi là đi song hành với khách hàng Luôn phải dẫn dắt khách hàng, phải đưa khách hàng tới những cái vị trí cần xem Đôi khi có những khách hàng có tính xem một chỗ chưa ưng, hai chỗ, ba chỗ, năm chỗ, 10 chỗ Thì để thấy được rằng là nghề này thực sự là cạnh tranh rất là cao và rất là khốc liệt Nên đôi khi kiếm được miếng ăn ở trong nghề này nó thực sự là khó Và đôi lúc cần còn, còn phải là có những cái sự gian dối nhất định trong nghề để có thể là gọi là um, kích thích cho khách hàng có thể mua được hàng. Thì thực tế thì anh chị và các bạn để chia sẻ để anh chị và các bạn hiểu được rằng là cái điểm khuất của cái nghề này nó cũng không hề thơm một chút nào và đôi lúc thì cũng phải đứng ở mình ở cái địa vị của những người môi giới bất động sản để thấy được rằng là người ta cũng rất là vất vả nên chúng ta cũng có thể là thông cảm một chút, đặc biệt mình là khách hàng là người mua hàng đôi khi thì cũng phải cầu thị tức là bớt đi cái sự khắc nghiệt để làm bớt đi cái, cái nỗi vất vả của người làm môi giới bất động sản và với những chia sẻ như vậy để, để để một số anh chị em và các bạn đang có cái ảo tưởng về cái nghề này là à, công việc nhàn thời gian tự do thì bớt bớt đi để có thể là cân nhắc khi tham gia bởi vì là thực sự là rất nhiều người tham gia nhưng không phải ai cũng gắn bó được với nghề từ 5 năm trở lên đâu anh chị em và các bạn Điểm nữa là người ta cho rằng là cái nghề môi giới bất động sản là một trong những nghề thu nhập cao Thưa anh chị em và các bạn không hề cao một chút nào à, Anh chị em và các bạn có thể nghe thấy một số một, một vài những trường hợp là thu nhập rất cao à, Không phải nghề môi giới bất động sản đâu, nghề nào cũng vậy Sẽ có một số một vài trường hợp là thu nhập rất rất cao bởi vì những người này đã thành thục trong nghề, đã có nhiều năm thâm niên và kinh nghiệm trong nghề, cũng như những người này là những người mà đã gắn bó với nghề lâu dài, họ có big data, có khối lượng data khách hàng cũ rất là nhiều, có cái cơ sở dữ liệu về nguồn hàng rất là lớn, họ có mối quan hệ rộng rộng rãi và hơn hết là họ đã bám trụ với nghề qua rất nhiều những cái thăng trầm. Nên khi mà thị trường mà tích cực và tốt thì họ có những cái thành công nhất định trong nghề và có một cái, cái lượng giao dịch nhiều hơn so với số còn lại là điều đương nhiên. Tuy vậy thì nhiều anh chị sẽ báo tại sao nó không chia đều ra. Thưa với anh chị là nó không bao giờ có thể chuyện chia đều bởi vì mối quan hệ trong hoạt động kinh doanh, đặc biệt là kinh doanh trong những lĩnh vực như là chứng khoán, bất động sản là những là một trong những cái lĩnh vực khó và là những lĩnh vực không hề là dễ nhằn một chút nào. Điểm thứ ba nữa thì người ta hay nói tới cái nghề này là nghề mà ăn trắng mặc trơn, thu nhập cao, công việc nhàn hạ và 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 đặc biệt là hay hay có những cái cái nhìn hơi phản cảm về cái nghề này liên quan đến chuyện là đẩy giá, thổi giá. Thưa bên anh chị em và các bạn, chúng ta sẽ có một cái phần là phần 2 à, nói về những cái điểm nghẽn trong nghề và thực sự người môi giới bất động sản có phải là người À, gọi là đứng ra để bơm thổi và thổi giá hay không họ được gì trong cái việc thổi giá họ thực sự có phải là cái nguyên nhân tạo nên cái giá bất động sản thay đổi hay không thì chúng ta sẽ có một à, gọi là anh chị tiếp tục đón xem cái loạt series thị trường bất động sản và những sự thật ít người biết tới ở phần 2 à, chúng tôi xin được kết thúc một cái cái video tại đây thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn chúc anh chị em và các bạn sức khỏe luôn đồng hành ủng hộ tự doanh chứng khoán và thắng ơi trong thời gian sắp tới thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn